nhiêu điểm? 2 4 Ow. Hay quá, sẽ chồng cố lên. Đừng nhắn nó quay phim lại rồi. Nó quay phim lại câu đó. Ow. Ow. Cố lên nè, cố lên nè. Rồi đấu giận rồi. Nè trong một giờ phải uống cho tụi bay. Giờ mà coi nhìn rồi. Mấy người vô địch chứ thường hay dục dợt á. Chút nữa nó giật lên mình đậm không? Coi trong TV thấy vậy. Ow. Ow. Chưa mày quay cho tao lên TV miếng coi. Đi nghỉ nè, quay cho tao lên TV. Họ quay khán giả rồi chứ quay toàn đang căng thẳng lắm. Chứ nữa mà dứt điểm một cái rồi bắt đầu quay khán giả rồi đi. Cái này sẽ để up lên trang fan cam á. Ui. Nghe tiếng gió xôn xao quá. Ủa kỳ vậy, chung kết thì đánh ra 2 set 2 set chứ. Đánh chán nổ. Không chuyên nghiệp gì. Thank you.
cho đã quấn chúng ta mày. Đức mà đưa là nghĩa là cho chúng ta. Chip chuẩn bị vô nhà chạy cầu nha. Dạ. Chị Diệm chạy cầu chung kết rồi. Hơi gì mà hơi quá nhiều. Ủa anh Thông sao rồi? Thông nào? Anh Thông đẹp trai á? À, 23-25. Ủa hả? Đẹp trai mà thôi. Tức chưa? Để ra là giờ gặp cái hùng rồi đó. Này ném gặp này luôn. Tiền mà cần á.